Bà xuống đấy nâng chụp này chìm to ông bị cả cú battery clamp bà battery clamp cứ các bà cứ chập chập vào coi này bà cái non video muốn cho màn bằng hai rồi hai ông bị cả cú belong pin này bà chắc nó cái non video này nhưng nâng bằng hai chìm to ông bị cả cú belong nó trong cho nội nhị bà đồng bày chập chụp chìm môi nâng đồng bày chập lock chìm môi nâng các bà coi bà bạn chắc nhóm cho từ front bạn cho từ tạm đấy front bạn em cho từ top bạn top em cho từ 2D wireframe bạn 2D wireframe rồi anh nhóm một rectangle mới OEC enter mà OEC enter click mũi máu bạn và nhầm tập pi bi tập pi mà mẹ tập pi mm bi tập pi mm và nhầm bậc circle mỗi c inter và specify center point nhầm click tên này mỗi mà hay specify radius of circle rồi có diameter anh chắc nhầm ở y thế nhầm chọn ở lời trong trường này rectangle này tên mà đồng bà chúng ta đã tiết nhóm thuộc cả extrude và extrude object này mà ext enter mà select object nhận phí nó rồi extrude và chúng extrusion 2 2mm và 2mm và chúng ta tua bản định này rồi hãy nhóm thuộc cả chamfer CHA enter select object ok current và ok current chúng trong này cái này nhóm chamfer 2mm tại mà đó hay trong tay cái này nhóm chamfer 3mm mà ok chúng ta tiếp nhóm bằng command intersect và in enter và select object tăng pi này mà và select object tăng pi này mà chúng một tập pi nhom thuộc cả intersect hai nhom thuộc cả preful object nhé preful mà và preful 2mm và 2mm trong này cứ chia các bà bù lông này càng đấy đời các bà này kì thuộc chia riêng bốn trống tại một lòng và riêng bốn trống bây giờ nhom phải comment pi lại mà nhom một cái line mỗi nó chọn cái đàn này chúng ta tiếp nhận phần command cycle c enter và specify center point và chúng ta click chọn cái đàn này mà specify radius of cycle được gọi diameter chúng ta y đi mình là diameter chúng diameter với cứ 7mm và rồi nhớ nhóm ext extrude object này và extrude object này cứ đọc và đọc mm và extrude đọc mm rồi hãy nhóm u n i và u n i rồi object này tới chỉ object thêm mối chỉ bắt đầu tiết nó trong này càng còn này cứ mình fillet enter or enter mà mối enter chứ không fillet mối và những cái thuộc bản định này rồi nhóm bậc circle mới tiết c enter specify center point d enter và from by enter mà from by enter rồi hai nhóm thuộc cả extrude ext enter select object to extrude và chúng nhóm select object này mà enter và specify height of extrusion chẳng mấy chú đọc 7mm và đọc 7mm chắc nó trong trường này ní cứ chiếc sạc sao bỏ vô lòng ní chắc đọc bây bắt sạc sao bán chỉ thử tới nhóm phải comment hay like mà chắc nhóm chú từ
2D wireframe với nhóm recommend highlight mà specify base radius mà chứ nhóm click trong này ngoài mở hay specify top radius nhóm click trong này đi kia và chúng ta đã tiết nhóm select the object này right click your property mà chúng em cho ta cài turn mà cho ta cài turn turn cứ đọc vào mũi và hay turn hai mà turn hai cứ chấm hiền sạch sao rồi chấm hiền sạch sao bỏ bù lông đi cứ chi tầm bảy chi mà tầm bảy chi chẳng hai chia môi cho pi tịch hay nào bạn chẳng không cho môi môi cho pi môi buồn mà môi chuột pi môi buồn mà bắt đầu pi convert pi chi từ mm cứ từ bạn chấm hiến môi cho pi môi buồn mà với nhom bật mắt bà cho nhom cho từ world vincent mà cho từ world vincent hay và comment pi line bà pi line môi chọc pí enter xong chọc pumpel enter môi chọc pí enter bà nhóm right click cho repeat pí line bà c enter bà chắc nhóm mu object này tạm đoạn mà mu enter bà select object mua cho đặt đạn trong chân lạnh nít bà rồi hãy nhầm thuộc cả extrude ext enter rồi có sweep của bạn này bà sweep bà. Select object to sweep rồi sweep path bà bà chẳng bắt đầu vì nhầm sweep hai bạn ở trong nó trăng cho nó nhìn nhầm thuộc cả chamfer c a a enter nhầm chamfer ok current mà xong chọc prime enter xong chọc prime enter và chẳng nhầm select object cho nên mà ok hãy phần này khẳng đi đưa cái này bạn chẳng đồng bài ở xuống nhầm hai object nhìn mình tạch mà và c a a enter select object ok current chọc prime enter select object enter mà chúng ta đã tiết nhóm in object như vậy mà in object như vậy mà rồi hai nhóm thua cá substract su enter mà nhóm select object trong pin này tạm đón mà ok select object để cắt enter mà bài lần này nhóm tự tua bàn belong mùi hai bạn đòi nơi này trong này cứ belong này cứ miền nạt là khánh chồng này ba miền nạt là khánh chồng chắc nhóm từ bậc ca nạt mùi tiệt chắc nhóm lục ập chuyện nhanh chánh và chân chìa một đó cứ nhóm bậc ca nạt mà bậc ca nạt cả nạt bạn chắc nhóm cho từ back và back chúng ta tiếp nhóm và command c enter d enter và d enter đọc bay milimet và bên này thân nạp đấy cứ trời chỉ mỗi năng sao lịch đọc bay và POL enter và promote enter number of size specify center point mình click mỗi mắt hay dọc biệt succomb skill và cycle và chúng ta đã tiết nhầm và comment cycle chúng mình to và
cắt cycle mỗi ở phần năng polygon này bạn phần tay chân gran này polygon này rồi hai nhóm thuộc cái extrude ext inter select object pin mà cycle càng gran này mỗi hai năng polygon này mỗi mà rồi hai nhóm extrude chính nhóm extrude cùng ra với cứ 7mm extrusion height bà rồi nhóm fillet f inter or inter mỗi inter bà. Chúng ta đã tiết nhóm vào command intercept in inter select object trong phía này máu mà nhóm vào command cycle chìm to caa inter mà d inter from p inter mà p inter với nhóm vào command preful mà preful cái trong trường hợp này nhóm chăm vào CHA inter select object ok current mỗi inter mà này trong khăn trong khăn nước đôi cái này CHA inter select object nhóm mù một thật chắc mà CHA inter select object ok current mỗi inter select object ok ba rồi nhóm copy ball này CO select object và nhóm copy tới phần này ta ba nhóm copy tới phần năng rồi nhóm với cả subtract SU inter select object để tốt inter select object để cắt inter ba chứ là nó dùng từ tool bàn nạt mùi thiệt hái và nạt mùi thiệt hái chứ nhóm ira ra object như tránh và chúng ta đã tiết nhóm mù mà mù bồ lý giờ đã toàn trên nội này mà chắc nhóm cho từ 2D wireframe và 2D wireframe inter select object trong phía này máu bà chấm lại chom cái đàn này mà ira và ira object phía này máu bà rồi thấy mù bệnh mũi của bác nó mù bồ này cho tôi mấy bà bên này chứ bà chẳng bù lông là nhí cứ xa mẹp hật rật cái chạp chạp qua cối ní ở chỗ tên năng cơ bà là cối bà hay nơi tròn nhí cứ miền mà dây tha tay lọc bỏ cơ bà bù lông lấy đôi mình bạch ở dưỡng và sao thế bạn bài những và sao thế chắc nhầm cho từ to đi vài frame rồi hay nhầm cho từ vỡ và chúng ta tới tiếp nhầm bật và bật plan mỗi PL inter là mình vừa quen vì nó cứ đập pi milimet và đập pi milimet trong này nhé rồi nhầm cho từ front là front rồi nhầm bật rectangle mỗi or EC và nhầm click trong chỗ này nhé rồi tôi click trong này nhé với nhóm select rectangle này với nhóm extrude ext inter 7mm mà extrude 7mm mà nó trăng này cứ xa mẹp tục các bà bù lòng này cầm nằm về dây dương rất tất cả mọi về rốt và cầm mọi về rốt
chứng nhân dù anh ai enter mà dù mình dạy object bên này rồi hãy fill in enter or enter b enter mà select tầng này mà và y ra object này chẳng và mà bên này chúng ta tụ bàn cái chạp chạp của bà coi đại diện bàn cụ rồi rồi tặng ở hai mà cụ rồi rồi tặng ở hai chúng ta tới tiết cứ nhóm thuộc cả render mà render render về mong bà chẳng là bây render nhưng cho tờ visual hay cho tờ material browser mà material browser chạm một khăn này hóa bà cho tờ home bà cho tờ đây library để cho tờ material cho tờ fabricate để cho steel và cho tờ steel cho tờ aluminium mà aluminium chắc metal aluminium và nhiều mờ detail tí và như do aluminium đi mua chứ và hay long long như do steel chứ và steel thế cho ta fabricate mình và fabricate hay giờ steel galvanite và mình sẽ steel galvanite nhưng cho ta edit aluminium đi chân po bình nhỏ po riêng sao thì chắc mà ok ok rồi hai steel galvanite này cho tới edit đi cái này trong cái này đi nhằm ở cái y tế nhằm cho tới trong đi nhằm vô gradient và vô gradient mình chạp đỏ mới chén và ok bạn rồi hãy nhập bật nó bạn bật bật tiện má rồi hãy nhập steel galvanite này nhập chạm đã lơ belong và belong và sao sao bật là mười hai sorry bạn ấp trên môi hai mà bạn ấp trên môi hai cho tất cả em đồng tiền
Mình bắt tay cái này cứ lôi nhóm và anh chạm lại chạm. Nick cả lời nhóm lại và lời nhóm được nhé. Quên bật mà. Nên nó dựng bật. Bật lòng ngồi ha, cho nhóm copy. Và copy. Nhóm thử cả copy. Bộ bì. Nhịp tên bằng và CO sleep check đang chạy thế đang cho sạch đầu tiết CO in tháng. Ba tạm trả hai bên phía ta sẵn adjustment setting and turn on này. Cho use custom background cho ta cài background cho solid đầu bò tịnh mó cho bò này cho mà ok ok bạn. Trong này poser cho nhóm bật hai tịnh mó và tổng bay chạy bay dạng đó và nhóm bật nhóm cho từ sky out thì lấy cho từ full shadow mà full shadow đây nhóm rửa sai mà nhóm cho tầm hôm đập pi pi ba loại pi và đây nhóm sạc render sạc mới và render sạc bà riêng tôi cũng thích cho nhóm zoom về thông thì chắc bà chắc bà riêng xạ render một lần đến bà chắc phần này chặt tục thả ok bà ok. Nhưng từ tôi mang cái chạp chạp của bà coi mỗi hai đại vật tế cái này cứ à lời mình nhóm hay bình luận đấy cứ steel galvanite mà steel galvanite chẳng ở image như những ai sell tục bán đồng bày giờ tập ra press và giờ tập ra press nên giúp chạm đặt thằng này chó bạn đối ní trong cao bằng hai nhằm pi ca cu cái chạm chạm của bạn là coi nó trong cam thị AutoCAD bạn nhằm xuống bên chọn tại phần này
Ba, xong một con.